Đây là chương trình Khéo Dùng Tiền của Đài Lê Rồi Sài Gòn TV. Chúng tôi là luật sư Tony Nguyễn CPA. Xin kính chào quý vị. Tôi là Ngọc Tình Nguyễn. Xin kính chào quý vị. Dạ thưa kính chào quý vị, tôi là Tom Nguyễn, Chủ tịch Phát triển Nhà cửa cho thành phố Phantom Valley. Thưa kính chào. Kính thưa quý vị, cũng như mọi năm gần đến cuối năm, chúng tôi dành một ít thời giờ để bàn với quý vị những cái scam mà những cái người online hoặc là target những người consumers, tại vì quý vị cũng biết là đến cuối năm ai cũng bận rộn vấn đề tiệc tùng, holiday, shopping, dễ bị người ta lừa. Hôm nay chúng tôi xin dành thời giờ để bàn lại một số những cái scams mà những cái người không có lương tâm hay là người ta target những người consumers như là chúng ta. Dạ. À, đúng rồi, tới mùa này là mùa đi shop, mùa mua bán. Rồi nhiều khi mình bận rộn đi làm quá, mình là cứ lên online mình mua cho nó dễ, với lại Black Friday sắp sửa tới. Cho nên cái đây là cái thời gian tụi mình phải nhắc nhở nhau mà để mà cẩn thận trong cái việc mua bán, nhất là online. Hôm nay mình có những cái topic cũng rất là interesting. Rất là interesting. Nhưng mà trước khi nói chuyện online, có một cái chúng tôi vừa mới sực nhớ là chưa về cảnh sát đã warning tất cả mọi thành phố là những người đi shopping, những cái shopping center đó, là không bao giờ để những đồ mà nó visible trong xe của mình. Nghĩa là không thấy. Không thấy. Đã hoàn toàn không thấy. Nhiều khi không thấy mà nó thấy mờ mờ cái kính, nó rọi đèn pin vô nó coi. Đúng rồi. Cho nên nó sẽ đập xe mình để nó lấy đồ. Nó đã xảy ra ở tại Los Angeles và cũng như Orange County. Cái đó là cái number one. Lúc nào cũng vậy cả. Thứ nhì nữa là lúc mà đi shopping buổi tối, đi ra một mình mang ví, mang đồ đó, thì là phải cẩn thận, tại vì sẽ bị những bộ nó giật ví, nó bỏ nó chạy, nhiều khi nó làm tổn thương cho mình nữa. Đó là hai điều mà chúng tôi xin cảnh cáo với lại khán giả. Đầu tiên hết là cái vấn đề bây giờ là online đó, rất là quan trọng. Mình phải cẩn thận cái chuyện bây giờ mình đi mua shop, tại vì ở trong nhà băng á, tại vì khi mà họ bỏ cái debit card, họ gắn vào, họ mua online, là ngày hôm sau là nguyên cái account nó dọn đi hết trong cái account bằng debit card. Cho nên mua online phải dùng cái credit card, và một cái đặc biệt credit card, một cái để dành để mua online thôi. Đúng rồi. Cái đó mình phải monitor thường xuyên, và nếu được thì set up với lại cái hãng credit card, để người ta mỗi lần mà có một cái transaction nào mà nó quá một số tiền nào đó, nó phải email cho mình hoặc là nó text cho mình để mình biết. Thì bây giờ rất là nhiều sale. Mình thấy cái nào sale 20%, 30%, 40%, 50% đó là mình mê à. Bây giờ nó rất là có rất là nhiều mấy cái mà website mà giả tạo. Bây giờ the government nói là mình khoảng chừng 4,000 cái website đi giả tạo thôi. Tên nó mấy fake link, fake này tùm lum đó. Vậy là cái Facebook cũng có nữa. Đây là những cái mà anh Tom nói rất là chính xác. Tại vì có những cái website nó set up ra mà nó chỉ đổi một vài chữ thôi. Thí dụ như là Amazon, nó thêm một vài chữ Y, chữ D phía sau, đại khái như vậy. Lúc nhiều khi mình bận rộn, mình vô, mình kiếm cái gì đó, mình lại không để ý, mình lại click vô cái đó. Xong rồi mình thấy đồ nó rẻ quá, mình đặt cái order mình mua, thì lúc mà mình cho tất cả information, thứ nhất đó là mình không nhận được hàng. Và thứ hai nữa đó là những cái information mà mình cho người ta đó sẽ mất tất cả mọi thứ. Mà ngay cả một cái, đây là rất là interesting mà tụi Amazon với lại người ta cũng cảnh cáo, ngay cả hàng hóa mình mua đồ của Amazon cũng vậy. Đây là một điểm mà rất là chính xác. Tức là những cái gì mà nó too good to be true thì mình phải cẩn thận. Thí dụ, quý vị vô trong Amazon, thí dụ như là bây giờ cuối năm mà người ta cần cái iPad hoặc là cái Xbox cho con cái loại mới ra, ta vô trong Amazon thấy nó quảng cáo nó bán, thay vì ở ngoài nó bán 600-700 đồng, có một cái thằng retailer trong Amazon nhá, cái này là một cái hoàn toàn là website của Amazon, cái bộ một thằng retailer nó bán, nó quảng cáo cái này bán chỉ có 200 đồng thôi, mà nó còn throw in tất cả mọi thứ, đồ tất cả mọi đồ. Mấy thì mình thấy rẻ như vậy, mình vô mua cái đó. Thứ nhất là những người đó Amazon không có responsible, vì đây là những người mà yêu retailer chứ không phải Amazon nó bán hàng. Quý vị cũng biết, anh Tham, chị Ngọc thì cũng biết là những cái website nhà Amazon hoặc là những cái bên tàu, cái mà website tàu đó, những cái này đó là những cái mà một phần đó là cái hãng đó Amazon nó bán hàng, một phần thứ hai là nó host cho những người yêu retailers. Ai cũng có quyền, mình cũng có quyền bán hàng mình vậy. Cho nên Amazon nó không responsible những cái đó. Thì những người retailers mà không có thật lòng đó, người ta sẽ
quảng cáo những cái đồ mà rất là popular trong mùa Giáng sinh, mùa holiday, và cái giá rất là rẻ. Mình là cái tưởng đây là đồ Amazon bán, mình vô mình mua, thứ nhất là không được nhận hàng, hoặc là những hàng nó bị defective, và thứ hai tất cả information cá nhân mình sẽ bị mất cắp. Wow. Có một cái mà cái dễ nhất á, Tom thấy là mấy cái website này á, nó nói là chỉ trả PayPal không, không có debit card, không có credit card, chỉ trả PayPal không. Mấy cái website này là nguy hiểm nhất luôn á, tại vì mình trả một cái PayPal một cái là mất tiền luôn, mình là không lấy tiền lại. Ví dụ mình trả mà credit card, debit card hoặc là MasterCard hay Visa, nó có một cái insurance cái đó, mình trả mình có thể nói ok, mình trả lộn, mình có thể lấy lợi, nhưng mà trả cái PayPal là đi luôn. Mình biết tại vì mình miệng lần rồi. Đó là kinh nghiệm bản thân. Kinh nghiệm, ok. Mình mua một cái phone nó buy one get one free. Trời ơi, ham rẻ nhưng mà phải trả PayPal only. Mình thấy buy one get one free được, chứ nào ở ngoài đã bán cái ngàn đồng, mình mua một cái ngàn đồng được hai cái. Ngày mốt không bao giờ nhận được. Không nhận được, mình gọi customer service, nó bị trục trặc cái gì đó, xong rồi khoảng chừng 2-3 tuần sau nó mất tích luôn. Cái website mất tích nhưng mà nó đổi tên. Không à, hình như là mình có một cái cách để mình nhận ra cái website nào mà nó secure, không insecure, là mình coi HTTPS. Phải có cái chữ S secure. Yeah. Yeah. Right. Mà mình phải coi những cái đó, mình phải kiểm soát tới luôn trước khi mà bỏ những cái. Tại mình ham tới cái đầu mình chỉ thấy on sale quá tốt, buy one get one free. Bây giờ phần đông là on sale rất là nhiều, bây giờ là mua này là mua on sale. Vâng. Không phải cẩn thận, phải đọc thật kỹ. Anh Tom cũng vừa trong cái song song cái ví dụ mà đau thương của anh Tom. Rất đau thương thiệt. Là quý vị không bao giờ mua online mà trả bằng gift card. Tức là có những cái nhóm retailers nó quảng cáo, nó bán hàng xong rồi nó nói là you have to go and buy a gift card and just give us key gift card code number. Cái đó là phải cẩn thận. Never. Không bao giờ luôn. Không bao giờ mua một cái gift card, ngay cả gift card của iTunes hoặc là của Google đại khái như vậy. Tại vì những cái đó nó chỉ cần lấy cái information của cái gift card xong rồi đó, và cái password là xong rồi, nó rút hết luôn. Yeah, yeah. Vậy thì mình phải cẩn thận nhất là chỉ có việc dùng cái credit card thôi. Yeah. Cái mà an toàn nhất là dùng credit card thôi. Chỉ có credit card nó bảo vệ mình hay hơn hết. Cái Master hoặc cái Visa. Debit card cũng không tốt, gift card cũng không tốt, mà PayPal cũng không tốt. Không tốt. Cho nên phải cẩn thận chuyện đó. Yeah. Ví dụ mình xài một thẻ thôi, đừng có xài 2, 3, 4, 5 cái thẻ, xài một thẻ thôi. Với lại cũng có một cái mình phải cẩn thận nhất là mình đi tới mình dùng những cái public mà wifi để mà mua. Tới những cái Starbucks, wifi Starbucks để mà mua là tình thấy chỗ đó dễ bị ăn cắp nhất. Tại vì những cái nhóm mà nó ăn cắp information nó tinh vi lắm. Đúng rồi. Nó có những cái mà scanner, nó scan tất cả information của mình đó. Nó, mình ngồi bên cạnh đó, nó sẽ scan. Tại vì mình cứ tưởng là information mà của cái phone của mình hoặc là computer của mình đó, nó secure. Nhưng mà một khi mình log in vô to cái wifi của những cái public wifi như là Starbucks á, là tụi nó có thể vô trong đó, trong system đó, và nó vô thẳng computer của mình luôn. Đúng rồi. Cái đó rất là quan trọng. Tình có thấy trên TV nó có chiếu những cái lúc mà nó prevent identity theft. Tại là một khi nó vô được là tất cả information trong cái phone của mình cũng như là cái computer của mình nó sẽ vô, nó lấy tất cả. Còn ví dụ mà cái phone mình để open mà Bluetooth. Yeah. Tại vì phần đông mình vô cái xe mình là Bluetooth. Mình lỡ mình để cái Bluetooth nó open á, thì nó thể access cái Bluetooth của mình. Yeah. Wow. Yeah. Cái đó là dễ nhất á, tại vì ai cũng cứ để lên tại xe. Tại vì mình open cái Bluetooth của mình mà mình gần ai là nó Bluetooth open là nó thể access vô cái Bluetooth của mình. Yeah. Oh, cái đó là guilty. I'm guilty about it. Cái đó rất là cái nguy hiểm. Một cái khác nữa là bonus gift card, cũng là chuyện mà ham rẻ. Kính thưa quý vị, không phải quý vị hay là khán giả hay là tất cả mọi người chúng tôi cũng vậy. Vừa rồi quý vị vừa nghe cái kinh nghiệm của anh Tom, rồi mình thấy cái gì rẻ là mình cũng ham cả, nhưng mà mình không cẩn thận, không để ý. Một cái khác nữa là cái bonus gift card, mình thấy nó quảng cáo gift card on TV, gift card của Target, của Best Buy, mình vô mình mua cái đó, những cái đó là bonus. Ngoài trường hợp người ta đề nghị, cũng như là bên những cơ quan chính phủ liên bang và tiểu bang đề nghị là đến thẳng cái store và buy cái gift card.
don't buy online. Ngoài trường hợp mình biết những cái mà chính xác như là của thẳng của Apple iTunes hoặc là của Google. Còn nếu mình muốn mua gift card đó là đến thẳng tiệm Target hoặc là Walmart hoặc là cái shopping center và mua thẳng từ đó. Don't buy online. Với lại tình cũng nhắc nhở mọi người một cái là mới đây nè, ngay tại Facebook kêu là có cái coupon 50 đồng hay là 65 đồng gì đó, coupon của Costco. Để biểu click vô đó để mà được cái coupon, mọi người truyền nhau, truyền tay nhau, xong rồi có một cái email, một người gọi lên đấy, đừng có click vào đó, cái đó là hacker, nó vô cái system của mình. Cái đó là I saw that. Trên Facebook luôn. Facebook mấy ngày. Ham rẻ là mất ID information của mình. Những cái mà ngay cả không những là chỉ có email thôi mà ngay cả những Facebook. Cái phone nữa, nó gửi cái text cho mình. Facebook là một, text là 2 và email là 3. Nó gửi những cái link đến cho mình, xong rồi nó quảng cáo là đây là cái Costco coupon được 60-70%, mình lại ham rẻ, mình click vào một cái đó, những cái link này nó trap mình để nó lấy information của mình. Một khi mình click vào đó rồi đó là nó sẽ take over cái phone của mình hoặc là cái computer của mình. Sao sửa? Text cũng vậy luôn. Text gì? Mình phải vô mình đổi cái password của cái phone và vô đổi lại tất cả mọi cái password của email mình có trong cái system của mình. Ôi trời. Kính thưa quý vị, xin quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình. Chúng tôi sẽ trở lại với quý vị trong giây phút và sẽ bàn thêm những cái hình thức mà người ta ăn cắp cái information của quý vị.